Mến chào các em, học sinh khối 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy và các em cùng nhau nghiên cứu một nội dung mới ở chương trình Toán 8, mà cụ thể ở đây là chương 1 của phần đại số, phép nhân và phép chia các đã thức. Ta vào bài đầu tiên là nhân đơn thức với đã thức. Thì việc nhân đơn thức với đã thức nó chẳng khác gì quy tắc nhân một số với một tổng mà chúng ta đã biết ở lớp 6. Ở đây chúng ta có A nhân cho B cộng C thì bằng A nhân B cộng cho A nhân C. Chúng ta vào phần 1 nhỏ quy tắc. Ở đây chúng ta có chấm hỏi 1. Yêu cầu thứ nhất, hãy viết một đơn thức và một đã thức tùy ý. Cụ thể ở đây thầy có đơn thức 5x và đã thức 3x bình trừ đi 4x cộng 1. Yêu cầu thứ hai, hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đã thức vừa viết. Thầy thực hiện phép nhân đơn thức 5x cho đa thức 3x bình trừ đi 4x cộng 1. Theo yêu cầu là nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức. Thầy lấy 5x nhân cho hạng tử thứ nhất của đa thức là 3x bình phương. Sau đó nhân tiếp hạng tử thứ hai là trừ 4x và nhân tiếp hạng tử thứ ba là cộng 1. Thầy được kết quả sau đây là 5x nhân cho 3x bình cộng 5x nhân cho trừ 4x và cộng 5x nhân cho 1. Yêu cầu thứ ba, hãy cộng các tích vừa tìm được. Thì thầy có được kết quả sau đây. Tích thứ nhất là được 15 với tỉ thứ 3, tích thứ hai là được trừ 20x bình và tích thứ ba là 5x. Thầy cộng lại được kết quả cuối cùng là 15x lũy thứ 3 trừ 20x bình cộng cho 5x. Từ đây chúng ta có thể suy ra được quy tắc sau đây. Muốn nhân một đơn thức với một đã thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng chúng lại với nhau. Chúng ta áp dụng quy tắc này. Chúng ta vào phần 2 nhỏ áp dụng. Chúng ta có chấm hỏi 2 như sau. Chúng ta có đa thức 3x lũy thừa 3 y trừ 1/2 x bình cộng 1/5 x y nhân cho đơn thức 6x y mũ 3. Thì ngoài việc áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức, chúng ta có thể áp dụng thêm một quy tắc nhỏ nữa là quy tắc nhân dấu để tránh xảy ra trường hợp sai sót trong quá trình chúng ta làm bài. Và quy tắc nhỏ này nó sẽ được kèm theo ở bước chúng ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức. Vậy đầu tiên, chúng ta sẽ nhân đơn thức 6x y lũy thừa 3 với hạng tử đầu tiên của đa thức là 3x mũ 3y. Thì trước khi nhân, chúng ta sẽ thực hiện động tác nhân dấu trước. Đơn thức 6x y lũy thừa 3 mang dấu cộng, hạng tử 3x lũy thừa 3y của đa thức cũng mang dấu cộng. Thì khi nhân hai phần này với nhau, chúng ta sẽ có được kết quả là dấu cộng như sau. Tiếp tục, chúng ta nhân đơn thức 6x y lũy thừa 3 với hạng tử trừ 1/2 x y bình của đa thức. Thì chúng ta thấy hạng tử mang dấu trừ và đơn thức là dấu cộng. Chúng ta được kết quả là trừ nhân cộng ra trừ. Thì lúc này chúng ta có hạng tử trừ 1/2 x bình nhân cho đơn thức 6 x y mũ 3. Được kết quả như thế này. Tiếp tục, chúng ta cũng làm tương tự như thế. Chúng ta được kết quả là cộng 1/5 x y nhân cho 6 x y thừa 3. Thì việc nhân dấu trước như thế này sẽ nhằm giúp chúng ta giảm hạn chế sai sót khi chúng ta làm bài. Và bước cuối cùng là chúng ta cộng các tích lại với nhau. Tích thứ nhất chúng ta được là 18x lũy thừa 4 y mũ 4. Tích thứ hai chúng ta được là trừ 3x mũ 3 y mũ 3. Và tích thứ ba chúng ta được là 6/5x bình y 4. Chúng ta sang nội dung thứ hai. Nếu có nhân đơn thức với đa thức, chúng ta nâng cấp lên một chút là nhân đa thức với đa thức. Nếu nhân đơn thức với đa thức có quy tắc, thì khi nhân đa thức với đa thức chúng ta cũng có quy tắc các bạn nhé. Chúng ta xét ví dụ sau đây. Nhân đa thức x trừ 2 với đa thức 6x bình trừ 5x cộng 1. Chúng ta có một gợi ý nhỏ sau đây. Hãy nhân mỗi hạng tử của đa thức x trừ 2 với cả đa thức 6x bình trừ 5x cộng 1. Sau khi nhân xong, các bạn hãy cộng các kết quả vừa tìm được. Chú ý dấu của các hạng tử. Thì để
Tránh trường hợp xảy ra sai sót là sai dấu thì chúng ta nhớ kẹp thêm một cái quy tắc nhỏ nữa mà ở trên thầy đã nhắc đến và nhấn mạnh nhiều lần, đó là quy tắc chúng ta nhân dấu trước. Chúng ta vào cụ thể. Đầu tiên chúng ta biết hai đa thức nhân nhau. Chúng ta xét hạng tử đầu tiên của đa thức x trừ 2 là x mang dấu cộng nhân cho nguyên cả đa thức 6x bình trừ 5x cộng 1, chúng ta được kết quả là cộng x nhân cho 6x bình trừ 5x cộng 1. Hạng tử thứ hai của đa thức x trừ 2 là trừ 2 nhân cho cả đa thức 6x bình trừ 5x cộng 1, chúng ta được là trừ 2 nhân 6x bình trừ 5x cộng 1. Thì lúc này các bạn nhìn vào màn hình chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có hai cụm. Cụm thứ nhất là đơn thức x nhân cho đa thức 6x bình trừ 5x cộng 1. Cụm thứ hai là đơn thức trừ 2 nhân cho đa thức 6x bình trừ 5x cộng 1. Tới đây chúng ta sẽ áp dụng nguyên tắc nhân đơn thức với đa thức mà chúng ta đã biết ở trên để giải quyết hai cụm bài toán này. Sau khi áp dụng nguyên tắc nhân đơn thức với đa thức xong, chúng ta được kết quả như sau. Và khi nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức thì thầy nhắc lại một lần nữa là chúng ta thực hiện động tác nhân dấu trước để tránh xảy ra trường hợp sai sót khi chúng ta nhân dấu. Sau khi nhân xong, chúng ta sẽ được kết quả như trên màn hình các bạn thấy là 6x mũ 3 trừ 5x bình cộng x trừ 12x bình cộng 10x trừ 2. Thì tới đây, chúng ta nhớ lưu ý dùm thầy một điều là chúng ta sẽ kiểm tra xem mình có thu gọn được cái đa thức cuối cùng mình đang có hay không. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là trừ 5x bình và trừ 12x bình là hai đơn thức đồng dạng. X và 10x cũng là hai đơn thức đồng dạng. Nên chúng ta thực hiện tiếp bước tiếp theo là thu gọn cái đa thức này. Và kết quả cuối cùng chúng ta được một cái đa thức là 6x mũ 3 trừ 17x bình cộng 11x trừ 2. Thì cái đa thức 6x mũ 3 trừ 17x bình cộng 11x trừ 2 chính là tích của hai đa thức x trừ 2 và đa thức x bình 6x bình trừ đi 5x cộng 1. Thông qua ví dụ trên chúng ta có quy tắc nhân đa thức với đa thức như sau. Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau. Chúng ta xét chấm hỏi 1 nhân đa thức 1 phần 2 xi trừ 1 với đa thức x lũy thừa 3 trừ 2x trừ 6. Đầu tiên, chúng ta viết hai đa thức này nhân với nhau. Áp dụng quy tắc trên, thì thầy sẽ lấy lần lượt từng hạng tử trong đa thức thứ nhất là 1 phần 2 xi trừ 1 nhân với từng hạng tử trong đa thức thứ hai là x lũy thừa 3 trừ 2x trừ 6. Và thầy cũng nhắc lại một lần nữa khi chúng ta thực hiện phép toán nhân này, chúng ta nhớ nhân dấu trước. Đầu tiên, thầy lấy hạng tử đầu tiên trong đa thức 1 phần 2 xi trừ 1 đem nhân với tất cả các hạng tử trong đa thức thứ hai x lũy thừa 3 trừ 2x trừ 6. Khi nhân, thầy nhân dấu trước 1 phần 2 xi mang dấu cộng, x lũy thừa 3 mang dấu cộng, cộng nhân cộng ra cộng. Thầy có được tích thứ nhất. Tiếp tục 1 phần 2xi nhân cho trừ 2x. Thì chúng ta có 1 phần 2xi là dấu cộng, trừ 2x là dấu trừ, cộng nhân trừ ra trừ. Thầy được kết quả tích thứ hai. Tương tự, thầy sẽ có được kết quả tích thứ ba là trừ 1 phần 2xi nhân 6. Sau đó, hạng tử thứ nhất đã nhân đầy đủ cho các hạng tử trong đa thức x lũy thừa 3 trừ 2x trừ 6. Thì tiếp tục lấy hạng tử thứ hai trong đa thức 1 phần 2xi trừ 1 nhân cho từng hạng tử của đa thức x lũy thừa 3 trừ 2x trừ 6. Thầy nhân như sau. Trừ 1 nhân cho x lũy thừa 3 thì được kết quả trừ 1 nhân x lũy thừa 3. Tiếp tục thầy sẽ đó được kết quả là cộng 1 nhân cho 2x, lý do trừ 1 mang dấu gì? Trừ, trừ 2x mang dấu trừ, trừ nhân trừ ra cộng. Và kết quả cuối cùng của việc nhân này là 1 nhân cho 6. Sau khi thực hiện
nhân xong thầy cộng các tích lại với nhau thì được kết quả là 1 phần 2 x lũy thừa 4 y trừ x y trừ x bình y trừ 3 x y trừ x lũy thừa 3 cộng 2x và cộng 6. Công việc cuối cùng thầy kiểm tra xem trong cái đa thức mà thầy mới vừa tìm được có thu gọn được hay không. Nếu thu gọn được thì chúng ta làm tiếp, và không thu gọn được thì chúng ta kết thúc cái bài toán mình ở đây. Thì rõ ràng chúng ta không còn thu gọn được nữa. Từ đó chúng ta có một cái nhận xét sau đây. Tích của hai đa thức là một đa thức. Để có thể nắm vững hơn quy tắc nhân đa thức với đa thức, chúng ta vào phần 2 nhỏ của nội dung này là áp dụng. Chúng ta xét cái chấm hỏi 2. Nội dung của chấm hỏi 2 là làm tính nhân. Chúng ta gồm hai câu. Ở câu A, nó cho mình đa thức x cộng 3 nhân cho đa thức x bình phương cộng 3x trừ 5. Chúng ta áp dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức. Bước 1, chúng ta nhân mỗi hạng tử của đa thức x cộng 3 với từng hạng tử của đa thức x bình phương cộng 3x trừ 5. Chúng ta sẽ được kết quả mà các bạn đang thấy trên màn hình. Sau đó, chúng ta cộng các tích để lại với nhau sẽ được kết quả là x lũy thừa 3 cộng cho 3x bình trừ 5x cộng 3x bình phương cộng 9x trừ 15. Bước thứ 3, chúng ta sẽ kiểm tra xem trong cái đa thức mới vừa tìm được có thể thu gọn được hay không. Thì rõ ràng trong đa thức này có hai đơn thức 3x bình phương và 3x bình phương là hai đơn thức đồng dạng. Trừ 5x và 9x là hai đơn thức đồng dạng. Vậy chúng ta chuyển sang bước thứ tư là rút gọn đa thức này. Chúng ta được kết quả cuối cùng là x lũy thừa 3 cộng 6x bình cộng 4x trừ 15. Tương tự cho câu B, chúng ta cũng thực hiện bước thứ nhất là nhân mỗi hạng tử của đa thức x y trừ 1 với từng hạng tử của x y cộng 5. Chúng ta được kết quả như trên màn hình các bạn đang thấy. Bước thứ hai, chúng ta cộng các tích này lại với nhau. Chúng ta sẽ được một đa thức là x bình phương y bình phương cộng cho 5xy trừ xy và trừ 5. Bước thứ ba, chúng ta sẽ kiểm tra xem là đa thức này có thu gọn được không. Và rõ ràng đa thức này có hai đơn thức đồng dạng là 5xy và trừ y. Chúng ta chuyển sang bước thứ tư là thu gọn đa thức này. Thì chúng ta sẽ có được kết quả cuối cùng là xy bình phương cộng 4xy trừ 5. Vậy nha, các bạn cố gắng rèn luyện thêm giúp giùm thầy là chúng ta làm các bài tập 1, 2, 3 trang số 5, bài 7, 8 trang số 8 và các bài 10, 13, 15 trang số 8 và trang số 9 để nhằm củng cố kiến thức của mình học ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết học sau. Do tình hình dịch bệnh khá là căng thẳng, thì thầy cũng xin chúc các bạn cùng gia đình có được một sức khỏe thật tốt để vượt qua cơn đại dịch lần này. Và một điều lưu ý, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe để khi chúng ta có thể quay lại trường, chúng ta gặp nhau với một sức khỏe tốt nhất. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.